Một động lực để cho Miss Tram 2023 có thể tiếp tục
tổ chức buổi họp báo này để công bố sự trở lại của Miss Trang 2023. Một lần nữa một chào và tay thật lớn đi không ạ. Xin được cảm ơn những bó hoa tươi thắm và rạng rỡ đến từ thương hiệu hoa Qua Lá. Hello Kim Duyên. Hello. Bên này thì bên này.